Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy hình ông Hồ. Được coi là cha già dân tộc, ông là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống thực dân và cũng là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. Một cuốn sách mới xuất bản nói là chuyện đời thật của ông Hồ đã bị cắt xén. Tác giả Dương Thu Hương kể lại rằng ở lứa tuổi 60, ông Hồ quan hệ và có hai con với một phụ nữ kém ông chừng 40 tuổi. Chuyện tình ấy không được đưa vào sách sử vì sợ làm hoen ố hình ảnh cha già dân tộc. Cha già dân tộc thì phải dâng cuộc đời, thì giờ và năng lực cho dân tộc, chứ lẽ nào cho một phụ nữ trần tục. Phát giác này được Dương Thu Hương kể lại trong sách mới xuất bản sau 15 năm sưu khảo. Người phụ nữ bị giết sau 4 năm quan hệ với ông Hồ. Bà chết vì bị đánh vào đầu. Thế nhưng sau đó, xác bị vứt ra đường, giả là một tai nạn giao thông. Ông Hồ đem bí mật này xuống mồ. Ông chết năm 1969, đúng ngày lễ độc lập. Dương Thu Hương nói là ông tự ý dứt bỏ dây nhợ để chết vào đúng ngày kỷ niệm ấy, như một hành động kiên cường sâu cùng chống lại Đảng Cộng sản. Tác giả muốn người dân Việt Nam biết điều đó. Nhân dân Việt Nam phải hiểu, phải biết rằng họ đã bị thao túng, họ đã bị coi thường. Dương Thu Hương không còn trở về quê hương được. Bạn không thể nào tìm được sách của bà ở Hà Nội, nhưng có thể tìm đọc nó trên net. Đọc rồi, sẽ thấy hình ảnh bác Hồ không còn như trước nữa.